còn cẩn thận cái gì nữa? Mày đã quyến rũ em gái của tao bao nhiêu năm nay, bây giờ thấy nó gần như tê liệt, mày quay lưng mày đành đoạn mày, bất cần nó đau khổ ra sao. Rồi giờ đây mày trổ tài quyến rũ mỹ lan, mày định đưa nàng vào đường vắng để làm chi? Định giở trò nham nhở có phải vậy không anh Đại? Một lần nữa tôi thành thật khuyên anh, đừng ăn nói lố lăng như vậy, suy bụng ta ra bụng người, chuyện đó không nên. Cô Lan, tại sao tôi không nghĩ phận mình là con nhà lễ giáo nho phong mà lại cặp kè với gã đàn ông? Cô nên đi về kẻo phải thị thân. Anh Đại, tôi không đi đâu hết, anh muốn về thì cứ đi một mình đi. Mỹ Lan, cô không sợ người ta dị nghị hay sao? Anh Nhân ơi, mình đi thôi anh. Nhân, mày hãy đi khỏi nơi đây, đừng để cho Lan bị mang tiếng. Đi đi mày. Anh lấy tư cách gì mà đuổi tôi chứ? Tao lấy tư cách là cháu của ông chủ của mày. Còn mày nên nhớ rằng mày là con của một mụ quản gia què thôi. Mày phải biết thân phận của mày. Đừng nghĩ tới chuyện hỗn hào ngang sược. Muốn cãi á, đi về cãi với con mẹ què của mày đó. Tôi sẽ dạy cho anh một bài học. Thôi, hai người buông ra đi. Mày đánh tao hả Nhân? Mày đánh tao? Mày đánh tao hả Nhân? Trời ơi, đừng có đánh nhau nữa mà. Buông ra đi. Anh Nhân, anh Nhân à, anh có sao không? Thôi, mình đi về đi anh. Nhân, Nhân. Được, mày dám đánh tao hả Nhân? Mày dám đánh tao hả Nhân? Mày chờ xem là Nhân à. Ui da. Anh Nhân à, lúc nãy bị anh Đại đánh, có sao không anh? Không sao đâu Lan à, anh thoa dầu sẽ hết thôi. Đưa chai dầu đây, em thoa giùm cho. Qua chuyện xô xát vừa rồi, anh thấy mình cũng quá nóng. Thật tình anh cố gắng nhịn cho qua, nhưng rồi... Đối với Đại, càng nhịn nó thì hắn sẽ càng làm tới để hạ nhục anh. Làm nhục anh thì anh có thể nhịn được, chứ xúc phạm đến em thì... Vậy ra hồi nãy anh đánh nhau là vì em à? Anh cũng không biết mình ra sao nữa, nhưng khi nghe Đại xem nhẹ nhân phẩm của em, anh thấy mình có bổn phận phải bảo vệ cho em. Anh Nhân, em... Đừng nói gì hết Mỹ Lan à. Anh... má. Dì Thảo, em ra ngoài. Nhân, con và Mỹ Lan như thế nào rồi Nhân? Dạ, như thế nào là sao má? Hai người đã yêu nhau rồi phải không con? Nhân, con có biết chuyện ấy là không nên không con? Má à, con tự thấy mình có làm gì sằng bậy đâu. Đúng, con không làm điều gì sằng bậy, nhưng mà con đã làm một điều lẽ ra con chẳng nên làm. Thân phận của con ra sao chắc là con đâu còn nhớ. Con không hiểu là mình đang trèo cao mà không biết sợ, lỡ bị xây chân rồi chắc chắn là phải té đau. Má, xin đi má, chớ vội đánh hờn để cho con sao trước bài phần. Con yêu tâm hồn và con người của Mỹ Lan, chớ không phải yêu địa vị hay sáng nghiệp của cô ta. Nhưng điều ấy không xóa đi được sự sang hèn cách biệt giữa con và Mỹ Lan, thì đừng mong gì có chuyện thương yêu. Mẹ của mình ở đây chỉ là người giúp việc mà thôi. Liệu người ta có thể hạ mình chấp nhận, hay người ta mắng chồng mặt mẹ của ta là thứ đèo bầm? Theo má, trong hoàn cảnh này
cách nào tốt hơn là con tìm nơi lánh mặt. Dù biết rằng xa con là má rất khổ đau. Má ơi, phải chăng má nghĩ rằng thân phận mẹ con mình hiện giờ giống như loài chùm gửi sông nhờ thân cây khác. Chùm gửi kia thì muôn đời là vậy. Riêng mẹ con ta dù ăn nhờ ở đậu nhưng nếu phải ra đi thì sự sống vẫn được yên lành. Mình suy tư con tự hỏi, không hiểu vì lẽ gì mà má chấp nhận ở mãi nơi đây. Đối với chú Khánh dù mẹ con mình có nặng nghĩa ân, nhưng đâu phải kề cận một bên mới gọi là đền ơn đáp nghĩa. Rồi giờ đây vì cách ngăn giai cấp mà con và Mỹ Lan không được chung cùng. Nhân việc này má đã nói với con nhiều lần rồi mà sao hôm nay con lại thắc mắc chứ? Ông chủ đây là người đã giang tay ra bảo bọc nuôi dưỡng con từ tấm bé, thì con ở đây đáp lại công ơn đó như vậy không hợp lý sao con? Còn chuyện con và Mỹ Lan má đã nói rồi, má cấm, con nghe rõ chưa nhá? Má ơi, con vô phước không cha chỉ còn có mẹ. Trước sự giao quân của tự thân, nhưng nay lần thứ nhất xin mẹ hãy thương con, vì tìm bạn trăm năm cho con tự do chọn lựa. Chúng con yêu nhau bằng tình yêu chân thật thì có nghĩa lý gì đâu chuyện giai cấp xa hèn. Má biết nói sao chứ con hiểu má bây giờ, nhưng dù cho con có nghĩ về má như thế nào cũng được, má không thể nào chấp nhận cho con và Mỹ Lan yêu nhau nhân à. Má, con muốn biết ngoài chuyện hèn sang còn lý do nào khác bắt má quyết định như vậy không má? Thôi, con đừng nói thêm gì nữa. Nếu thật là đứa con yêu Thảo thì con đừng thắc mắc gì thêm nữa nghe chưa? Nhưng má đã làm buồn cho con nhiều lắm phải không con? Ngày xưa lúc con lên ba lên bốn, con dấp ngã khóc òa má nghe lòng dạ xuống sân. Bao nhiêu nước mắt con rơi là bấy nhiêu lòng má khổ, có hiểu không nhân má thương con vô bến vô bờ. Như bây giờ má muốn con khóc thì má có đáng yêu chỉ là cơn đau trong phận. Quên đi chuyện buồn này, má nghĩ tốt hơn hết là con hãy rời khỏi nơi đây. Đi khỏi nơi đây hả má? Phải, con đừng nên nuôi dưỡng mối tình này nữa nha. Má, tại sao má cứ nhất định bắt con phải xa Lan? Má, con muốn biết tại vì sao? Con chỉ cần biết rằng bất cứ điều gì má làm đều mang lại sự tốt lành cho con. Má, ngày mình yêu
chiều buồn trên mi, hai đứa giữa cơn hè đi, yêu thương kéo dài ngày hai đứa chia tay. Một lần bên nhau cũng làm yêu suốt đời, trong cơn mê đắm này làm dấu buồn ăn năn. Anh Nhân. Mỹ Lan. Trông anh có vẻ lo lắng quá. Chắc buồn ba em chuyện gì đó phải không? Sáng nay thấy ba em nói chuyện với dì Thảo lâu lắm. Chú Khánh bảo má anh bằng mọi cách thuyết phục anh đi theo đoàn nghiên cứu. Dì Đại đã nói với chú Khánh về cái chuyện hai đứa mình. Hèn chi, mấy ngày nay hình như ba có vẻ giận tụi mình. Đối với em thì ông không để lộ ra ngoài mặt, nhưng trong cách cư xử không còn được tự nhiên thoải mái như trước. Đối với anh chắc cũng vậy phải không? Lan à, vì anh mà tình cảm cha con em bị sứt mẻ, anh thật không có an tâm. Anh Nhân, anh hối hận vì đã yêu em sao? Không bao giờ. Được yêu em là một diễm phúc, cho nên anh không bao giờ hối hận. Nhưng bỗng dưng anh cảm thấy tình yêu của chúng ta sao quá đôi mong manh, như cánh chim lưng trời bay cũng bay đi tìm về tổ ấm thân yêu. Nhưng gió giông bao trùm đành lìa đàn khó mong bình yên. Còn bọt biển biến tan nhanh sau cơn sóng vô tình. Xuân hạ thu đông trời đất xoay dần, thì chuyện hẹn sáng có cách chi là nước bèo tan hộp. Nay cánh tướng công hầu cô gái tuyệt vời. Em đã cho anh một niềm tin vững vàng trong cuộc sống. Nhưng theo em ấy thì mình phải làm gì trước sự ngăn cản của hai đấng sinh thành? Anh cứ nói ý của anh trước đi. Lan, Lan ơi, mẹ anh vì mặc cảm cho thân phận nên đã khuyên anh dừng lại cuộc tình này. Anh không đắc tiền chi mẹ, vì lòng tự trọng của con người nên phải vậy mà thôi. Riêng chú Khánh thì đã có thái độ hẳn hoi, chú muốn anh đi xa cho tình ta thôi nảy nở. Còn anh yêu em thật nhiều nhưng không thể nào trông
gì với mẹ con anh. Chú Khánh là một người ân sâu, anh nhủ với lòng quyết không để mất em. Ôi phải chăng anh vô cùng mâu thuẫn. Tình của chúng mình không đến nỗi bế tắc đâu, em đã có cách rồi. Nhưng mà cách gì? Anh Nhân nè, chúng mình phải tạm xa nhau vài năm. Chết còn sướng hơn. Chẳng lẽ em không biết rằng... Biết chứ. Em biết rằng xa nhau như vậy có thể sẽ mất nhau luôn. Nhưng trước khi anh đi theo đoàn nghiên cứu, em sẽ yêu cầu ba làm lễ đính hôn cho chúng mình. Cái gì? Tổ chức lễ đính hôn à? Phải. Mình sẽ nhượng bộ ba một điều, nhưng sẽ buộc ba chiều mình một điều khác. Anh Nhân à, anh có đồng ý làm lễ đính hôn với em không? Lại trời cho đây là sự thật. Em thật trơ trẽn quá phải không anh? Ai đời con gái mà đi đặt vấn đề trước như vậy thì thiệt là... Thiệt là sao? Kỳ lắm phải không? Nhưng riêng anh thì rất chịu cái kỳ cục của em. Stop, stop ngay. Không được hôn á nghe bạn. Thôi, em về. Vắng em trong nhà, sợ ba đi kiếm em đó. Anh sẽ báo tin mừng này cho má hay ha. Bình tĩnh đi con, có ba đây đừng sợ gì hết. Chuyện gì xảy ra đến cho con vậy? Con mệt quá, con muốn nghỉ. Để ba đưa con đi. Không có gì đâu nghe con. Con cứ ngủ đi, con đừng có tưởng tượng mà nó sanh bệnh. Ba xuống nhà nghe. Dạ, ba đi. Cái trò quỷ quái như thế này. Đứng lại. Bên kia. Đứng lại mau. Chuyện gì vậy chú? Ăn trộm hả? Rượt theo. Cái con tên giả ma kia. Chú Khánh à, cứ tiếng dừng người chạy bên trong thì chú Khánh. Nó đã chạy vào nhà, phá chốt cửa bên trong rồi. Phá cửa thôi. Phá cửa thôi. Nó lên cầu thang, nó ở trong đó. Nó đâu rồi, bắt được nó chưa? Chưa, nhưng nó lên đó là đường cùng rồi. À, nó chạy vào đây rồi. Chuẩn bị phá cửa. Ai ở trong đó? Mở cửa ra. Nếu không thì đừng trách nghe chưa. Có mở cửa không? Không mở phải không? Hay là đợi tao phá cửa? Dạ, phá cửa đi. Không, 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 đừng phá cửa, tôi mở. Hả? Thảo? Phải, tôi đây. Bà, thì ra bà đã... Chính tôi là người giả ma. Tại sao bà làm cái gì? Bà Thảo? Vì tôi ghét Mỹ Lan. Tôi không thích cô ấy ở lại đây. Tôi muốn cô ấy phải về lại Sài Gòn. Dì Thảo, sao dì? Đừng hỏi gì thêm. Tôi đã bị bắt quả tang. Các người muốn làm gì thì cứ làm đi. Tôi đã nhận mình là người giả ma và nói lên mục đích của việc làm kia. Trước các người tôi đã nói rõ ràng.
như vậy thì đừng hỏi nữa, là tái gì sao? Bà Thảo, bà thật là ác tâm, cố tình như cách cha con tôi. Tôi không muốn thấy mặt bà kể từ ngày mai. Bà hãy nên bình tĩnh lại. Con có linh cảm là trong vấn đề này, dì Thảo... Con bảo bà bình tĩnh là bình tĩnh làm sao? Với hai người này không thể nào dung thứ được. Bà nhắc con tôi lỡ sợ quá mà có đứt tim, nó chết thì làm sao? Bà không muốn giết con tôi mà. Từ hôm nay bà cấm con không liên hệ với hai người này bất cứ nơi nào. Này chúng nó đã rõ mặt ra rồi, đúng là một phản chắc vô lương tâm. Bà nghe con nói đã. Không nói gì nữa hết. Con theo bà về. Má, con yêu cầu má giải thích rõ cho con biết tại sao má làm như vậy. Nhưng má đã giải thích rồi, má không thích Mỹ Lan con à. Con không tin. Qua giao tiếp hàng ngày của má với Lan thì không thể nào có chuyện má ghét Mỹ Lan được. Nhất định phải có một nguyên nhân khác. Con nghĩ má còn lý do khác nữa à? Má muốn chia rẽ con với Lan nên tạo ra mâu thuẫn phải vậy không? Con muốn nghĩ sao về má cũng được, chỉ biết rằng má làm như vậy là vì con. Vì con? Vì con mà má đẩy con vào cái cảnh này sao má? Nhân, con hận má lắm phải không Nhân? Nếu vậy thì con cứ trách mắng má đi, cứ việc nói cho hạ lòng con đi. Nhưng má không hề buồn giận con đâu. Mà sẵn sàng nghe tiếng đắng lời cay, những câu hờn oán nếu con cần cương cứu ra. Nhưng má mong rằng sau giây phút giao đao này, lấy những buồn đau con không ôm ấp trong lòng. Chuyện này má con mình không yên được, không thể tiếp đi tục ở lại đây sống êm đẹp như ngày nào. Mai này con sẽ ra đi lang bận con rồi, chỉ còn lo con rộng lượng lắm. Má cảm ơn con, nhưng con không cần nghĩ đến má. Rời khỏi nơi đây má sẽ tới nhà bà con ở tạm. Má chỉ cần con hiểu rằng má đã vì con. Má quên rằng đời con chỉ còn có má sao? Dù má làm gì đi nữa thì má cũng là má của con mà. Nhưng con của má. Má. Thật ba không ngờ bà ấy đã đóng kịch với ba suốt 20 năm nay, đến bây giờ mới lộ rõ lòng lang dạ thú. Thật khốn nạn mà. Ba, có khi con cũng cần phải xét lại coi mình đã làm lỗi gì khiến cho dì Thảo ghét con như vậy. Ba nghĩ không phải bà ấy ghét con, mà bà ấy đã hận ba đó. Hận ba? Tại sao vậy? Ngày xưa lúc còn nhỏ, ba và Như Thảo thường chơi đùa chung với nhau, lớn lên là chung trường, chung lớp, nên ba và bà Thảo có một tình cảm rất thân mật. Lúc đó
Như Thảo rất xinh và nổi tiếng, là người cởi mở giỏi nhất vùng miền. Do đó mỗi lần ba có đi đâu chơi, thường hai rủ Như Thảo theo cùng. Có lần đi săn ba đã vô tình làm lạc đạn, trúng chân Như Thảo đau đớn vô cùng. Thì ba đã hết sức chạy chữa tận tình, nhưng Như Thảo vẫn phải bị tật ở dần. Vậy là vì Thảo không chân thật, có lần con thấy chân vì bị tật. Con hỏi thì vì lại bầu, do bị té từ thở vì lên ba. Bà ấy nói dối với con rồi, nếu ba đoán không lầm thì Như Thảo rất hận thù ba. Con trông thấy vì ấy rất hiền lành luôn to. Đó là tấm bình phong đã che đậy bên ngoài. Còn bên trong cho đến ngày nay thì đã rõ. Như Thảo mồ côi cha mẹ sống, ba đem về đây bảo bọc, trợ cấp mọi thứ để gọi là đền bù việc ba đã gây thương tật cho bà. Tuy tiếng là quản gia, nhưng thực chất không khác gì bà chủ. Thậm chí đến nhân là con của dì Thảo, ba cũng dành cho nhiều ưu ái. Thế mà mọi việc chi của ba điều không xóa được hận thù trong lòng bà ấy. Ba, chuyện vừa rồi là do dì Thảo, chứ nhân nào có liên can gì đâu hả ba? Con mà còn binh vực cho thằng con quan đó nữa hay sao? Mẹ nó thì hại con, còn nó thì dụ dỗ con, dấp tâm sang đoạt tài sản của ba. Tới giờ này mà con chưa sáng mắt ra hay sao? Nhưng không hề có ý nghĩ ấy đâu ba. Xin ba đừng nghi quan cho ảnh. Mỹ Lan, kể từ hôm nay con nên quên mẹ con Như Thảo đi là vừa. Ba, qua sự việc vừa rồi, ba có thể khẳng định với con thêm một điều nữa. Điều gì vậy ba? Chắc chắn Như Thảo đã mở cửa thả bà Hồng ra để hành hung con lúc trước. Bà ta cũng đã hành động như vậy với mẹ con cách đây 20 năm. Bye.
gì đâu mà cô không hiểu. Cô từ Sài Gòn lên đây, cô đã phá rối sự bình yên của nơi này. Dì Thảo, cháu làm cho nơi này mất bình an. Phải. Dì Thảo à, cháu. Như Thảo, tôi thay mặt ông chủ tới đây là để gặp bà đây. Dì Phụng. Mỹ Lan, cháu tới tiễn chân bà Thảo đó hả? Cháu quả là người trung hậu. Bà Thảo, việc làm của bà khó mà tha thứ được. Nhưng ông chủ nghĩ tình bà đã phục vụ cho ông từ bao nhiêu năm nay, nên trước khi đi, ông cho bà một số tiền để tìm cách khác sinh sống. Đây, với số tiền này, bà có thể ung dung cả đời khỏi lo lắng chi. Bà cầm đi và viết cho tôi mấy hàng, gọi là biên nhận để làm chứng cứ rằng tôi có đến đây và đưa tiền cho bà tận tay. Tôi cảm ơn ông chủ và cảm ơn bà đã giúp tôi, nhưng mà tôi không cần đến số tiền này đâu. Bà đem về đi, tôi tự lo liệu được rồi. Quen cánh thân bần nên nào ngại khó khăn. Coi kìa, Như Thảo, bà đừng khách sáo chứ. Cảm ơn, tôi không dám nhận. Rồi đây con tôi nó sẽ gửi tiền về, chắc cũng không đến nỗi thiếu hụt lắm đâu. Chào bà, chào cô. Khoan đã dì Thảo, anh Nhân đi đâu mà dì nói là anh gửi tiền về? Thằng Nhân nó đã đi khỏi nơi này rồi. Anh Nhân đi rồi? Phải. Đi hồi nào? Sao anh không cho cháu hay? Anh đi đâu vậy dì? Nó đã đi từ hồi rạng sáng nay. Nó nhờ tôi gửi lời chào cô. Nhưng anh đi đâu? Dì nói cho cháu biết đi, cháu sẽ đi tìm anh. Đừng, cô đừng tìm nó nữa cô Lan à. Thằng Nhân con tôi là con nhà hèn mọn, cô nên quên nó đi cô. Dì Thảo, dì Thảo. Để cho bà đi đi, bà không xứng đáng với tiễn đưa của cháu đâu. Tội nghiệp dì Thảo. Mỹ Lan, có phải cháu lo khi bà Thảo đi rồi thì sẽ không có người chăm sóc cho ba cháu phải không? Cháu yên tâm đi, dì sẽ thay thế cho bà ấy. Sáng nay ba cháu có ngỏ lời với dì. À, cháu có thể đặt niềm tin nơi dì mà. Ba, ba ngỏ lời. Đúng vậy, đáng lẽ ổng sẽ nói với con chuyện này, nhưng dì nghĩ dì với con cùng là phụ nữ, nói chuyện với nhau sẽ dễ dàng hơn. Lan à, dì về chung sống với ba con, con thấy có trở ngại gì không con? Cháu nghĩ rằng dù có trở ngại gì, dì cũng dư sức vượt qua mà. Thôi, xin phép dì. Mỹ Lan, đối với tôi, cô không hơn được tôi đâu. Để xem tài sản này sẽ thuộc về ai.